Anh em, đây là cái mồi để trong tủ lạnh hôm trước này mình đang rã đông này. Nó quay phim thì nó không nhìn thấy, nhưng mà ngoài vẫn nhìn thấy khói nghi ngút. Ngoài vẫn nhìn thấy khói. À, đây mình chủ nhật đây anh em nhé. Quên tối qua mình đây, cuối lần nó vẫn còn khói này. À, nếu mà mình nhớ thì từ tối hôm qua mình cho nó ngăn mát thì bây giờ đi câu là hợp lý. Tối hôm qua thì đang định đi câu đêm, nhưng mà mày cũng ngay vừa dắt xe ra đến cửa hàng thì nó mưa rào rất lâu nên là thôi không đi nữa. Này, cá có thích ăn đồ đông lạnh hay không, anh em có thích ăn hay không? Ok, thích ăn hay không thì tí nữa ra hồ câu biết ngay. Có một số anh em hôm trước bị sai lầm đấy là câu cho trên tủ đông đá, xong là muốn ra thì muốn giã đông nhanh thì anh em phải cho vào lò vi sóng quay là hỏng nhé, hiệu quả nó không cao. Anh em cứ để cho nó giã đông từ từ thôi, như này cho ra cái chậu to xanh ra, hoặc là đổ ra đất gì thì cũng được, đổ ra nền bê tông. Hôm nay nó này trời nó lại không nóng lắm nên là chỗ này cũng giã đông khá lâu đây. Thực ra thì nó tơi hết rồi nhưng mà nó vẫn còn đang lạnh, cóng hết cả tay. Bóp mấy cái cục to này ra cho nó nhanh 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 giã đông ra. Đây anh em nhìn vẫn còn tuyết ở trên mồi này. Đó. Nút tủ lạnh này vẫn còn tuyết này, đóng băng này. Cho tủ lạnh thì nó mùi vẫn thơm anh em ạ, nguyên xi như cái lúc vừa trộn xong. À, chỗ này này, chờ, chỗ này đủ câu một bộ ấy. Đấy. Ui, buốt hết cả tay kìa ạ, cóng hết cả tay luôn. Mình chờ cho nó giã đông ra rồi đi câu. Không biết là đi mấy giờ, giã đông xong lúc nào thì đi, lúc giờ chắc cũng phải tiếng nữa giã đông ổn được. Theo mình ra lấy cái quạt ở đây thổi rồi. Nay đi đánh lăng xê anh em nhé, có lục 2 buổi rồi, câu lục 2 buổi thì nay đi câu lăng xê. Rồi lăng xê thì hôm nay nhàn, thứ nhất là hôm nay nhàn, câu lăng xê thì nó nhàn, ra hồ chém gió mấy anh em thoải mái luôn. Rồi để mình lấy dao mình hoặc là lấy gậy mình đập mấy cái cục này ra. Hẹn gặp lại anh em lúc nào ra đến hồ nhá. Anh em lúc nào thấy thông báo phát trực tiếp anh em vào chém gió xem có cá mú gì không.